Hello, tôi xin chào, chào cô chú anh chị em, chào tất cả mọi người buổi sáng. Hôm nay đang làm dâu tây nè, trồng lại dâu tây mới nè. Thì mình cải tạo lại, mình làm lại thôi. Những cái cây dâu đây thì bữa giờ về mình tưới nước á, thì nó có tươi ra được nè. Bây giờ mình làm lại để cho nó phát triển nha, đặng mình lấy ngó nó ha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn thích trồng dâu. Cải tạo lại dâu mới, cải tạo lại dâu, cải tạo đất nè, mình làm trồng lại dâu á, rồi cách tưới nước cho dâu khi mà cái cây mà nó bị thiếu nước, cũng bị khô, nó bị chết héo, mình chia sẻ cho các bạn xem cùng tham khảo ha. Bây giờ mình ngắt bóp đất này ra, cái này tưới nước đẫm lắm luôn đó mà nó vẫn cứng nè, tại vì đất lâu rồi đó mình không có xới á. Mà mình không cho phân á thì cái đất nó dẻ, nó cứ ngắt à. Đó. Với cái mùa hè thì mình làm sơ sơ, kiểu như là mình bóp đất sơ sơ ra thôi, đừng có hết, tại vì vô trong cái mùa này là mùa nóng á, thì không có, mình không có tách ra ha. Nếu mà các bạn mà muốn tách ra thì vào những tháng 9, tháng 10 á, những cái tháng đó rất là dễ, vì cái tháng đó nó trời nó mát rồi á, thì mình tách ra cây dâu nó không có mất nước nhiều. Nhưng với mùa hè nó đang cần nước mà mình tách ra nó chưa có dễ, nó chưa phát triển nữa thì cái cây dâu mình nó chết rồi, nó sống không nổi. Nên mình vứt hết những cái lá già đây đi, những cái không cần thiết mình cắt nó bỏ đi. Cây đây là cái cây dâu anh đào nè, nó vẫn còn được mấy trái nè, mà nó cũng bị gầy nè, bị chỉ đồ đeo nữa. Ăn lẽ ra mà chăm đàng hoàng thì con vẫn còn trái ăn đó. Rồi mình làm sơ sơ ra gì nè, không có lấy đất hết ha. Rồi còn cái đất đây thì đang trộn phân bò vô, còn nói trộn về giá thể thì Long thường thường trồng rau nè, những cái đất mình trồng rau qua rồi nè, nó có đủ độ xốp nè, hay là mình đất mà mình trồng dâu rồi đó, mình xách mình trộn lại á, thì mình bỏ thêm phân bò nè, rồi khử trùng đất thì mình bỏ vôi. Thì hôm nay Long không có chuẩn bị vôi á, cho nên không có vôi bỏ. Nếu mà các bạn mà muốn cải tạo lại đất mới á, thì trộn ít phân bò nè, bỏ thêm ít vôi và bột nha, vôi khử trùng đất á, để cho nó diệt khuẩn á, để cho nó ngăn ngừa bệnh. Trộn gì thì đa phần trong vườn con trồng thì toàn là trộn phân bò, phân bò mà mình ủ qua rồi nha. Nó mua phân bò mình ủ qua, nó trộn ít phân bò vô, nó có vôi nữa thì bỏ thêm chút vôi nữa là ok rồi đó. Mình trồng dâu á, quan trọng cái là cái đất ha, cái đất của mình nó xốp là được, dâu nó không có, nó cần phân nhiều đâu, chỉ cần đất xốp. Ở bên đài đây thì đất nó xốp nè, mình trộn nhiều, mình trồng nhiều quá đất nó xốp. Còn nếu mà các bạn mà như ở dưới quê, như những xứ nóng như dưới miền Tây đồ đó, mà các bạn mà thích trồng mà không có đất á, các bạn đi ra cái vườn của mình á, mà kiểu như mình trồng cây cối hay là mình quét sân này, mình có lá đồ á, mình gom đống 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 đó, rồi lấy cái đất mà cái chỗ mà cái những cái đống lá đó đó, nó hoai mục rồi đó, thì mình đem mình lấy cái đất đó mình để mình trộn ít phân, phân bò, phân gà, phân vịt, phân gì cũng được, mà phân nếu mà đã ủ qua là được, chỉ cần là cái phân đó mình để lâu ngày là mình có thể mình sử dụng được ha. Còn không thì mình lấy cái đất đó thôi, thì mình lấy cái đất đó mình đi trồng, rồi trồng xong á mình bỏ phân hóa học cũng được, kiểu như là phân hóa học thì mình bỏ ít thôi, mình bỏ cách xa xa cái gốc nó vậy nè, đó, cái bỏ xa xa qua khoảng 5-7 hộp phân hóa học là được rồi. Mình đừng bỏ nhiều nha, phân hóa học đừng bỏ nhiều, bỏ nhiều là cây nó chết á, cho nên là bỏ xa gốc mà bỏ ít gì đó, mình bỏ ít thì khoảng
nửa tháng bỏ một lần, hàng tháng bỏ một lần thì mình cố định cho nó bỏ gì đó. Còn mình phân phân dụng phân hữu cơ như phân chuồng này, hay là phân nén mà phân có duyên đó, phân cá rồi đó, mình thấy nó hôi hôi đó, nó phân đó cũng được, mình sử dụng phân đó cũng được nếu mình không có phân chuồng. Trồng dâu á, quan trọng là cái đất thôi, chứ không có phải là kêu làm bắt mình phải bỏ phân gì thì cái cây dâu mới được nha. Chỉ cần quan trọng cái đất, cái dâu á, cái đất nó xốp là trồng chỗ nào mình trồng nó cũng được, cái xứ nóng hay xứ lạnh trồng đều lên tốt hết trơn nha. Mình về đó cũng mấy tháng trời mình trải nghiệm trồng dâu ở xứ nóng á, cho nên là mình cũng biết được là cái giá thể quan trọng hơn là phân nhiều luôn. Cũng bỏ phân nhưng mà cái giá thể mà mình bỏ mình làm không đúng á thì trồng dâu nó không có lên đâu. Cho nên mình khuyên các bạn mà ở xứ nóng mà thích trồng á thì quan trọng là cái giá thể, là cái đất đó là mình trộn cho nó xốp nó tơi đó. Trước khi trồng thì mình trộn xốp tơi cái đất, không có được bỏ phân đồ này kia để cho nó mặn á, không có bỏ phân gì hết trơn á. Còn các bạn mà không có đất đó thì mình trộn ít xơ dừa, rồi như cũng như là xơ dừa, rồi các bạn mà dưới quê thì hay họ hay trồng mà trồng bông thọ, nhãn thọ mà ta bán trong chậu đó đó. Các bạn mà thấy trồng bông nhãn thọ đó rồi cái thôn nhãn thọ mà nó chết rồi đó, các bạn có thể lấy cái chậu bông đó, cái đất đó lấy ra và mình trộn thêm ít xơ dừa rồi thêm chút xíu đất. Mình kiếm đất ở đâu đó mình trồng rau rồi nó nảy kia qua rồi đó, trộn vô thêm một miếng nữa là trồng được rồi. Cách của mình trồng vậy đó. Thì về vừa trải nghiệm cũng vừa muốn biết được là cái xứ nóng trồng dâu như thế nào thì mình chia sẻ cho các bạn xem, các bạn cùng tham khảo nha. Cái này thì Long có về cái tưới nước cho nó xong rồi nó xịt thuốc chỉ á, thuốc chỉ cho dâu á, thì hôm nay nó không còn chỉ nữa. Nhưng mà hồi cái mình trồng xong rồi đó mình cũng xịt một lần nữa để cho nó hết thẳng luôn. Chứ không thì có nhiều con nó còn sót lại nó ăn. Mình trồng dâu lên nhớ là đừng nên lắp đọt mà không được lòi rễ ha. Đó, vừa tới cái cổ dâu đây nè. Thấy không? Mình trồng dâu là cho nó vừa tới cái cổ dâu đây nè. Nếu mà mình trồng lâu quá là mình bươi nó ra, nó bươi nó ra, bươi cái gốc nó ra, đừng có lấp. Rồi xong rồi giờ nó đi tưới nước cho nó nha. Rồi con chuẩn bị đây là một cái thùng nước, thì sẵn hôm nay đang chia sẻ cho các bạn mà trồng dâu mà kiểu như là dâu của mình để khô á, kiểu như là lâu ngày không có chăm, không có tưới nên nó bị chết khô. Những cái cây đây thì nó không có tưới nước nè, kiểu như thấy nó không có đẹp rồi không có tưới nè. Thì cách của mình tưới, mình cứu giãn nó là không phải tưới không. Mình đang chuẩn bị một cái thùng nước, xong bỏ vô đây là ngâm ha. Ở dưới thì ngâm, ở trên thì mình xả nước ha. Đó, xả nước vô. Rồi mình xả nước vô, mình ngâm ở trong cái thùng đây nè. Thì ngâm khoảng 3 phút, 5 phút gì đó. Rồi mình lấy nó lên ha, cho nó lỏ nước. Đó. Bỏ qua cái thùng bên đây cho nó gọi nước xuống. Đây là cái cách mà con chữa trị cho những cái cây dâu nó bị khô nha. Cách này Lon làm rất là hiệu quả. Thì các bạn mà nước kiểu như mà dâu mà bị khô nước á, nó bị héo lâu ngày không có tưới á, nó bị chết khô gì thì các bạn ngâm thử đi, làm thử thì sẽ cảm nhận được cái cây dâu của mình nó sẽ tươi tốt lại. Rồi những cái chậu dâu mà mình mới trồng á, mình cũng làm như vậy luôn để cho nó giữ độ ẩm á, cho nước nó kiểu như nước nhiều á, cho nó giữ cái độ ẩm cho cái cây dâu nó phát triển đẹp hơn. Đó,
cây nào mà mình trồng qua rồi mình cũng ngâm nước gì là ngâm mấy phút gì đó, cây mình lấy lên cho nó gõ nước xuống là được. Thì dâu của mình á, mình làm xong rồi á, mình cứ làm vậy xong rồi mình bỏ vô trong mát ha, mình mới làm lại dâu á. Thì cách của Loan là Loan bỏ vô trong mát để khoảng mấy ngày vậy đó, cho cái cây dâu của mình nó phát triển lại, cho nó đâm rễ mới ra rồi mình hả đem ra ngoài nắng nha. Đó. Thì đây là những cái chậu dâu mà mình làm 2-3 ngày nay đó, cái làm lại rồi bỏ trong mát nó như vậy. Bên đây cũng vậy. Cái cây đây nó vẫn còn ra bông này, ngắt bỏ đi thì bông này nó không có nên thân đâu. Đó, cái này nó cũng mốt nó cũng ra trái đó, mà thôi ngắt luôn đi. Thì giờ trong thời gian này mình đang cố gắng chăm nó đặng mình lấy ngó ha, cho nên là bông thì mình không cần thiết nó rồi. Đây, đây là cái cây dâu hàng xóm cho nè, nó vẫn còn nè, nó xách lên trồng lại. Bữa nay nó đâm cái đọt non ra rồi đây. Rồi còn bên đây thì không có chỗ để rồi, cũng xách ra ngoài bỏ ngoài đây. Mà đưa lên được cái máy bút măng tay kìa, nó mập ú thù lù luôn. Mình làm sạch sẽ cái chỗ đây rồi, dọn được cái dưới đất đây rồi, còn ở trên vàng thì mới bắt đầu à. Cái cây nào nó sống á thì mình kiểu như nó tươi nè, nó tươi như vậy nè, thì mình lấy mình đi làm lại đó. Mình làm lại cho nó, còn cái cây nào mà nó héo nó chết như vậy thì mình bỏ đi, mình lấy những cái cây mà nó tươi tươi thôi rồi làm lại để mình giữ ngó, mình nuôi ngó nó, lấy ngó rồi mình trồng. Rồi cho mọi người xem cái bông hồng của mình hôm bữa thì mình lên mình cũng làm lại luôn, thì cắt hết trơn lên đây, mình cắt hết, cắt xuống gần gần ở dưới phát dưới chân luôn ha. Đó. Rồi mình xới đất lên rồi mình bỏ thêm phân bò vô nè, nó mới bỏ phân bò đó. Rồi còn có xịt thuốc chỉ qua, tại vì nó bị chỉ đeo á thì có xịt thuốc chỉ qua. Bên đây thì cũng mới nhổ cỏ được một khúc à, nhổ cỏ lại thì bỏ phân cho hẹ nè, bữa nay trời trời lên được rồi nè. Rồi cho mọi người xem cái chậu mâm xôi nè, cái cây mâm xôi này hôm bữa thì cái bạn đài á, bạn có nói là không có chỗ trồng, bạn đem bạn bán một chậu là 200 khoai, mà mình lên mình mua cái bạn ấy thấy mình mua cái đó là tại vì mình có bán cái cây giống dâu con cho bạn đó đó, cho nên là bạn kêu thôi không có bán, bạn tặng cho về trồng, tại vì mình cũng rất thích trồng cái cây mâm xôi này, mình kiếm giống lâu lắm luôn nhưng mà mình không có thấy á, cái thấy bạn bán á cũng mừng lắm luôn mà cũng ngại. Bạn lên bạn cho đây được hai chậu chứ không phải một chậu đâu, còn ở dưới đất một chậu nữa, nhưng mà không có xách lên, mình xách có một chậu một à, mình chuẩn bị trồng trong cái thùng đây, trồng vô thùng đây, là mình trồng trên sân thượng ha, mình không biết là nó màu đen hay là màu đỏ nữa. Đó, thì chỉ biết cái cây mâm xôi thôi rồi mình mua, nhưng mà bạn không có bán là bạn tặng cho đó. Rồi hôm nay Loan lên Loan chia sẻ chút xíu về trải nghiệm của mình cho các bạn thích trồng dâu cùng xem cùng tham khảo ha. Rồi
Cũng chúc cô chú anh chị em, chúc tất cả mọi người ngày mới thư giãn vui vẻ, được nhiều sức khỏe ha. Đoàn tạm dừng video ở đây, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Bye bye.